Đây con gái đang đi vô chùa đấy các bạn ơi. Gái tôi mê chạy lắm, mê chạy lắm. Tu viện Tây Phương đó. Đây hai con lân kìa. Thôi mấy người họ vô đó. Đây Phật bảo con năm dưới kia thì phải kìa. Và đây là một Phật nằm nè. Đây hiện không thấy hả? Tôi zoom in cho coi nè. Đó, đầu Phật nè không? Nguyên Phật nằm luôn. Trắng xóa như tuyết cho nên không thấy được gì hết. Hai con lân. Đây chú tiểu nhỏ đây. Ê. Lạnh hôm nay hơi lạnh. Mới có 3 mấy độ thôi cho nên rất lạnh. Đang melt từ từ đó các bạn. Tuyết đang melt từ từ đây. Đây Phật bà con nằm ngay giữa hình này, bên kia. Zoom hết cỡ rồi. Để zoom out này. Nó zoom out bình thường. Hoàng hôn ở Savage, Minnesota. Ok. Các bạn, chú lân này. Hello. Đây, bên chú này nữa. My face look exactly like it. Oh, here, I'll show you. Con nít quá ha. Ông già này 55 tuổi đó nghe, sắp sửa 56 tuổi đó. Cuối năm nay là 56 tuổi, hôm nay là tháng 3. Cuối năm là 56 tuổi.